Dạ vâng, em lại xin chào toàn thể các bác đang theo dõi video của em ngày hôm nay. Và lời đầu tiên thì cho phép em xin được gửi lời chào và lời kính chúc sức khỏe đến toàn thể các bác yêu thích bộ môn xe đạp thể thao trên mọi miền Tổ quốc. Và ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu tới các bác về cái mẫu xe đạp đua mà đúng như các bác mong muốn, mà thời gian vừa qua các bác cũng đã yêu cầu shop em nhập về thêm những mẫu xe mà giá tiền ngon bổ rẻ. Thì ngày hôm nay em sẽ giới thiệu các bác về cái mẫu xe đua Facilo. Thì trước khi đi vào chi tiết của cái sản phẩm này và chiếc xe đạp ngày hôm nay, thì em cũng xin được nói qua về cách thức mua bán là giao dịch của shop em, để các bác lần đầu vào kênh các bác biết được cái cách mua bán giao dịch của shop em. Shop em thì ở Bắc Giang, các bác nào mà ở gần các bác đến trực tiếp bên shop em xem xe cũng là mua xe luôn. Các bác nào mà ở xa thì bên em có nhận ship code COD toàn quốc. Các bác ở đâu trên mọi miền Tổ quốc này, nhà em đều ship hàng tận nhà cho các bác nhé. Và bên em là shop chuyên cung cấp các cái dòng xe đạp thể thao, xe đạp địa hình, xe đạp đua, xe đạp gấp. Các bác mà có nhu cầu tham khảo, các bác hãy gọi điện trực tiếp qua số điện thoại mà em để ở phần tiêu đề, phần mô tả, cũng như là kết bạn Zalo qua số máy đó, thì có em là chủ shop, em sẽ trực tiếp nghe máy cũng như là tư vấn này. Các bác gọi điện qua Zalo, em sẽ quay xe trực tiếp cho các bác xem luôn. Và đi chi tiết vào video ngày hôm nay thì trên màn hình các bác thấy đây là ba cái màu xe đó, màu xanh này và màu vàng và màu đỏ đó. Thì trên màn hình bác thấy rất là đẹp luôn. Thì cấu hình nó là như nhau thôi, nó chỉ khác về màu đó. Nhà em có đủ màu và đủ size để các bác lựa chọn đó. Thì em sẽ đi quay về một chiếc xe đạp mà cho màu vàng đi, cho màu vàng cho nó nổi. Đó, thì nó cấu hình nó như nhau thôi, nó chỉ khác về màu. Thì em sẽ quay chiếc xe đạp màu vàng này nhé. Như trên màn hình các bác thấy này, em luôn quay cho các bác từ phía trên xuống để các bác tiện quan sát này. Trên màn hình các bác thấy đây là phần tay lái. Tay lái này được thiết kế là tay lái cong, hay là các bác ở trong miền Nam gọi là tay thuộc đấy. Thì tay lái này được làm bằng hợp kim nhôm, trọng lượng cũng rất là nhẹ. Và trên cái bề mặt này được cuốn một cái lớp cao su, nó đã được làm nhám đây để giúp các bác là cầm lắm nó không bị đau tay, cũng như là nó các bác mà có đạp xe vào thời tiết mùa hè nắng nóng nó có ra mồ hôi tay ấy, nó cũng không bị trơn trượt. Và ở đây thì đặc biệt là nó thiết kế phần củ đề, củ đề nó không giống như các cái xe đạp, cái hãng xe đạp nào khác đâu, nhìn rất là xịn sò luôn. Ở đây thì có phần gạt líp này, gạt líp thì gồm có 7 líp, ở đây nó ghi có rõ số rồi các bác xem này đó. Gạt đấy, các bác chỉnh đó, các bác gạt đó, các bác điều chỉnh này đó, các bác điều chỉnh. Và đây là phần gạt đĩa đó, đây là phần gạt đĩa. Và đây là phanh, phanh thì thiết kế ở chỗ phần cong như này, các bác có thể cầm ở chỗ tay cong này sử dụng, hoặc là cầm ở bên phía trên đều được nhé. Đó, tay phanh này. Và phần phốt tăng thì được làm bằng nhôm này, của hãng Facilo luôn. Đó. Sang đến phần bánh trước. Phần bánh trước thì ở đây thì là có phần càng. Phần càng này thì cũng được làm bằng thép. Đó. Càng này được làm bằng thép. Thì ở trên đây thì nó xe là xe đua nên nó sẽ không có giảm sóc. Và tiếp nữa là sang đến cái phần bánh xe. Phần bánh xe ở đây là lốp, 700x23C. Đó, lốp 700x23C. Thì với cái phân khúc mà bánh xe này kết hợp với phần khung, thì các bác có chiều cao từ 1m65 đến 1m70-75 các bác đi đều được nhé. Đó. Và lốp thì là thiết kế dành cho xe đua nên là nó có cái kích thước lốp rất là nhỏ, để và cũng như là cái phần nhám ở trên bề mặt lốp nó có ít để tăng cái độ lướt của xe khi mà đạp đi đường trường, các bác đạp đi tốc độ rất là nhanh. Và cái phần vành, vành ở đây thì được thiết kế là bằng nhôm. Đó, vành nhôm, lan hoa thép này, liền với phần trục. Trục là sử dụng trục tháo nhanh nhé các bác nhé. Trục tháo nhanh thì rất là tiện, để khi mà các bác đi đạp xe mà có gặp sự cố gì và lốp xe mà cần xử lý, các bác có thể tháo rất là nhanh. Sang phần đây là phần phanh này. Phần phanh thì phanh ở đây là phanh thắng đĩa không có dầu. Phanh này thì rất là ăn nên là các bác yên tâm khi mà sử dụng cái phanh này. Đó. Có phần đây là cái phần van. Phần van này thì sử dụng giống van xe máy nha các bác nhé. Van này sử dụng giống van xe máy.
Và cái van này điều chỉnh được cái lượng hơi bên trong. Các bác mà đi lon quá các bác phải bổ sung hơi vào ngay. Nếu như mà các bác cố tình đi ấy, nó sẽ dập xăm và rách xăm, nó sẽ gây ảnh hưởng xe sẽ không hoạt động được nữa. Thì nếu đi căng quá nó sẽ gây sóc. Thế nên là các bác luôn phải để cái phần hơi bên trong nó ổn định đó. Và sang đến cái phần khung xe, phần khung sườn thì là bằng thép nha các bác nhé. Đó, nhiều các bác cứ yêu cầu là với giá tiền nó chỉ 3-4 triệu mà đòi khung nhôm. Các bác không có như thế đâu, tiền ít thì không hít được của thơm đâu. Ở đây thì là khung thép. Và trên khung xe thì nó có in nổi dòng chữ Facilo, thương hiệu của xe này. Thương hiệu này là thương hiệu của Trung Quốc. Đó. Thì các bác có thể thấy là hầu hết những cái nhà máy sản xuất đều là đặt ở bên Trung Quốc, nên cái hãng nó không nói đến vấn đề đâu. Quan trọng là cái cấu hình xe đi nó chắc chắn là được các bạn. Ở đây phần khung xe bên dưới này, khung xe bên dưới là chữ cũng in nổi Facilo màu trắng. Ở đây thiết kế là cái phần để các bác lắp phần giá đựng bình nước, cũng là bình nước luôn. Ở đây đó, nó được sơn một cái lớp sơn tĩnh điện chống han dỉ, hai lớp rất là bền đó. Và trên đây có mã của nó này, Facilo FR700 xe đua. Và đây là cái phần dây phanh cũng như là dây củ đà đi ở bên dưới cái phần khung như này, rất là gọn, không vướng hay là gây ảnh hưởng gì khi các bác đạp xe nhé. Và đây là các cái mối hàn cũng đã được xử lý rất là tỉ mỉ này. Đó. Sang đến cái phần đây là phần cọc yên. Cọc yên này thì bằng thép, kèm với khung yên bằng thép luôn. Trên là phần yên là yên đệm bọc da chống nước, cũng của hãng Facilo nhé các bác nhé. Đó, đây quay bên trên cho các bác xem này. Và đây là phần bidan theo xe. Bidan này là bằng thép, cũng kết hợp với cả phần nhựa cứng. Và trên đây thì có được phần phản quang trước sau, cũng như là hai cái bề mặt này đều được làm nhám để các bác đạp xe nó không bị trơn trượt. Và xuống đến cái phần đùi đĩa. Phần đùi đĩa là của hãng Facilo luôn. Đùi đĩa của hãng này. Và cái trục là trục đặc, bên trong là có vòng bi bạc đạn. Đó. Và đây là bộ phận chuyển động. Cái bộ phận chuyển động này thì gồm có 3 đĩa và 7 líp, 3 x 7 21 21 cấp độ để các bác đạp đường trường nhé. Đó. Và gạt đĩa là của hãng Cmix. Đó. Và gạt đà cũng vậy, của hãng Cmix TZ. Đó. Phần bánh sau thì thiết kế như bánh trước, không có gì là khác cả. Nhưng các bác thấy này, trên bề mặt vành nó có thêm trang trí thêm cái phần đài can của hãng, nhìn rất là đẹp, kết hợp màu vàng trắng đen, nhìn rất là lổi luôn. Đó. Các bác nào mà thích gọi là màu mè một chút mà lựa chọn chiếc xe đạp này rất là ok nhá. Đó. Facilo. Ok. Và tiện đây thì em xin được thông tin với các bác một số thông tin rất là đặc biệt nhá. Các bác mà ở Bắc Giang mà mua xe bên shop em, bất kể một chiếc xe đạp nào bên em cũng đều miễn phí giao hàng tận nhà cho các bác. Thế còn các bác nào mà chốt xe, các bác khác nếu như mà chốt xe với trị giá chiếc xe đạp trên 10 triệu đồng là nhà em sẽ tặng full phụ kiện để các bác về các bác có đồ chơi xe. Đó. Và các bác mà mua xe bên shop em bất kể với phân khúc đắt hay là rẻ, tầm thấp hay là cao đều được nhận những cái phần quà, những chương trình ưu đãi rất là lớn khi mà mua xe bên shop em. Các bác phải hiểu là nhà shop em là chủ yếu làm ở trên online, thế nên là không mở cửa hàng truyền thống ở ngoài ngoài mặt đường. Thế nên các bác yên tâm là khi mà mua xe ở trên shop em sẽ được giá mềm hơn các cái shop khác. Đó. Về bên em sẽ không phải mất chi phí thuê mặt bằng. Đó là cái thứ nhất. Và xe mà nhà em nhập từ công ty về như thế nào, nhà em ráp lên quay video như vậy, như chiếc xe đạp này. Chiếc xe đạp này là không có giá đựng bình nước, cũng như là bình nước này đi theo xe thì các bác yên tâm nhé. Bên em sẽ tặng kèm cho các bác giá đựng bình nước cũng như bình nước để các bác chuẩn bị nước khi mà đi đạp xe khát nước có thể bổ sung nước được luôn. Đó. Và một bộ lục lăng. Bộ lục lăng đấy thì rất là đa năng luôn, nó có thể tháo lắp được hoàn chỉnh một chiếc xe đạp thể thao. Đó. Bên em sẽ tặng cho các bác khi mà các bác mua xe. Và kèm theo là phiếu bảo hành, thì trong cái thời gian mà bảo hành xe 1 năm, xe nó có gặp bất cứ cái sự cố gì về nhà sản xuất thì bên em sẽ hoàn xe về và khắc phục lỗi rồi gửi lại cho các bác. Thế còn các bác cứ yên tâm, xe bên em là xe công ty, xe hãng, các bác có thể là
check hãng cũng như là mã của nó ra ở trên Google là nó ra ngay. Đó, không phải là dẫn cái hãng xe trôi nổi không có thương hiệu nhá. Một chiếc xe đạp rất là đẹp với ba cái màu xanh này. Đó, quay cho các bác xem lại một lần nữa trước khi em kết thúc cái video này. Đó. Các bác thì thích màu nào ạ? Các bác thích màu nào thì các bác có thể là chọn cái màu đấy, nhưng theo em là em vẫn thích màu vàng với cả màu trắng đen này, nhìn nó rất là nổi. Đó. Không phải tự nhiên mà em để ở giữa này đâu các bác ạ. Để giữa này là nó có ý nghĩa của nó đấy. Đó, và vừa qua thì em giới thiệu với các bác về chi tiết về chiếc xe đạp đua Facilo đúng như tiêu chí các bác yêu cầu nhá. Ngon bổ rẻ. Đó, nó chỉ có hơn 3 triệu thôi, công khai giá cho các bác luôn. Đi rất là chắc chắn rồi, mỗi nó là khung thép thì nó hơi lặng một chút thôi, nhưng thép mới là chắc các bạn. Đó. Các bác yên tâm không phải lo gì cả. Đó, thì em xin nhắc lại, shop em là shop chuyên cung cấp các cái dòng xe đạp thể thao, xe đạp địa hình, xe đạp đua và xe đạp gấp, đủ các phân khúc từ thấp cho đến cao. Các bác có nhu cầu tham khảo mua xe, các bác gọi điện trực tiếp cho em qua cái số điện thoại mà em để phần tiêu đề, phần mô tả. Bên em sẽ có em là chủ shop, em sẽ trực tiếp là nghe máy, tư vấn cũng như là các bác gọi điện qua Zalo. Em sẽ quay xe trực tiếp cho các bác xem xe luôn, để có thể là giúp các bác lựa chọn cho mình được một chiếc xe đạp nó phù hợp với vóc dáng, là cái nhu cầu của mình. Và video này em xin được kết thúc tại đây. Qua video này các bác nào mà có yêu thích em thì các bác hãy nhấn vào nút đăng ký để ủng hộ kênh, cũng như là bật nút chuông để nhận thông báo mới nhất về các cái video trong thời gian tới em sẽ đăng tải. Với các bác mà có niềm đam mê yêu thích xe đạp thể thao mà gặp em thì là đúng sở thích luôn. Đó. Một lần nữa xin cảm ơn các bác đã xem hết video của em ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những cái video tiếp theo.